xin chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một kiện hàng bên em vừa nhập về đến từ DBA Cotix, một thương hiệu là phải gọi là nừng nẫy hết cả Việt Nam lên rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ unbox đây là nguyên kiện nhé. Đó. Các bác có thể vào trực tiếp website là dbacotix.vietnam.vn đấy. Đó, bây giờ em sẽ unbox trực tiếp nguyên kiện ra. Xin kính mời các bác cùng đón xem. Đó. Đây là một dòng vàng số rất hot, được khá nhiều quý anh em đại lý cũng như anh em bán buôn bán lẻ trên thị trường Việt Nam yêu thích và lấy về bán rồi. Rất chất lượng luôn. Đây nha, cho các bác xem này, nguyên kiện luôn, đập thùng đập hộp luôn. Đó, tem phiếu công ty đầy đủ nha. Tên sản phẩm là DBA Cotix S700. Rồi thì bây giờ em sẽ unbox ra. Nên là hôm nay là mở có hai người, nhưng mà một người quay một người mở thôi, còn một người kia là làm việc khác. Đó, bây giờ sẽ mở trực tiếp unbox ra cho các bác cùng đón xem. DB Acoustic rất chuyên nghiệp luôn ạ. Đấy, đóng gói vô cùng cẩn thận. Đó, các bác nhìn đẹp không? Đầu tiên khi mở ra là có một cái phiếu hướng dẫn sử dụng cùng thông tin bảo hành này, một dây nguồn này và một dây để kết nối với máy tính để tùy chỉnh điều khiển, và một cái OPK cấp quang. Đây là DB Acoustic. Các bác nhìn trong nhìn này thôi là đã muốn đập hộp rồi đúng không? Sẽ unbox trực tiếp ra mời các bác xem. Đây là quay một mình nó hơi khổ này. Đó, này mà thêm người nữa quay phụ nữa thì quá tuyệt vời luôn. Đây là DB Acoustic S700. Đó, S700. Đây, xin kính mời các bác cùng đón xem này. S700 DB Acoustic S700. Đây là một dòng vang số khá là cao cấp trong giá bình dân này. Giá bình dân chất lượng rất là cao cấp, các bác đừng so sánh khập khiễng nha. S700 xử lý rất là hay luôn, chất lượng tiếng nhạc tiếng mic lên vô cùng trong sạch, cực kỳ sắc nét và khá là chi tiết. Đấy, có tem nhập khẩu. QR code này, check này, các bác xác nhận hàng thật, hàng chính hãng thì các bác cào mã này và nhập lên trên hãng, quét QR code xong bắt đầu nhập mã này. Đấy, hoặc là phát hiện hàng giả hàng nhái các bác gọi trực tiếp đến số điện thoại tổng đài đây. Bên cạnh thì có thông tin tem check bảo hành, và đây mặt sau nhiều các bác là rất là ưa nhìn luôn. 4 cửa mic vào và 2 cửa input RCA. Đấy, và đây đằng sau là có 1 2 3 4 5 6 7 8 cửa out ra, gồm có là 2 cửa form, 2 cửa surround, 2 cửa song back, 1 cửa canter và 1 cửa sub. Đó, thì đây là có pin cấp quang, các bác cắm 1 in và 1 out. Đó. Cái điểm đặc biệt là 1 in 1 out nhé. Như cái loại vang thường thì là chỉ có 1 in thôi, không có out, nhưng con này lại có cả in và out luôn, nên là có thể cắm linh vang từ chiếc vang trên lên xuống vang dưới. Và xử lý âm thanh ở trên chiếc vang này là 48kHz, 48bit. Đó. Rất cao cấp luôn. Rồi, thì bây giờ em sẽ setup lên, mời các bác xem giao diện. Đấy, còn cái test thử thì quá là nhiều anh em test rồi, nên là bên em sẽ có setup lên mời các bác xem giao diện được nha. Và đây là cái giao diện khi kết nối xong này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất nhiều cần chỉnh luôn, từ đây là riêng input của mic A nha, input của mic A đã là 15 cần rồi, mic B cũng 15 cần. Đấy, và đây là input của music này. Music này cũng là có 10 cần thôi, không có nhiều lắm, 10 cần. Đó. 10 cần. Mic này. 15 cần này, đó. Rất là chất lượng luôn ạ. Còn output đây. Output này các bác tùy chỉnh thì thôi, chắc là mỏi tay luôn nhá. Output là 10 cần chỉnh. Đấy, trên một kênh 1, kênh 2, kênh đến tận kênh 8. Các bác có thể tùy chỉnh. Cái này là kênh 1, các bác có thể là canter hoặc là surround, soundback này. Đấy, kênh N, kênh R này, rất là nhiều cửa này, có thể là cửa 1 các bác đưa làm sub được. Đấy. Rất là hay. Đấy, tùy chỉnh đến mức tối đa và có thể đảo pha.
đạo khoa luôn trên từng kênh, từng cần, ví dụ như là noa xa quá hay là noa nó không đồng đều nhau, các bác có thể đảo khoa tùy chỉnh khoa luôn. Rất nhiều chức năng mà nhiều các bác là không chia sẻ như hôm nay, em chia sẻ ngắn gọn này tí một chút thôi. Đấy. Rất nhiều kênh nhau, kênh 1, kênh 2, kênh đến tận kênh 8 cơ. Đấy. Rất nhiều chức năng cho bác này. Đấy. Còn đây là mô hình này. Mô hình đây là test thử này và đo căn pha căn delay này. Đó. Rất là chuyên nghiệp luôn. Một trọng vàng dòng vàng mà không phải nói nhiều nữa. Nó quá hay rồi. Ăn nhau cái giá thôi, bên nào bán rẻ hơn đi. Đó. Đây là mic, playback của mic. Đó. Tùy chỉnh cắt tần số ở tầm nào, nó rũ tầm nào các bác kéo này lên kéo xuống. Đấy, từ 2 kHz đến cao nhất là 8 kHz, hơn ở 2 kHz đó. Đấy, rất nhiều nha. Điều này là đang vội quá nên em chỉ có quay review giới thiệu các bác hơi ngắn này thôi. Còn các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin về sản phẩm. Và em đảm bảo các bác là giá bên em bán chỉ tốt, hiện tại tốt nhất, còn sau này sẽ là tốt nhì. Các bác nào quan tâm thì cứ gọi trực tiếp nhé. Rồi, đây, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong những video clip lần sau.